Thưa quý vị, như báo Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can thì bà Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, được tin tưởng giao làm tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đã thành lập nhiều công ty ma để vay vốn tại Ngân hàng SCB. Tại cơ quan điều tra, bị can Trương Huệ Vân khai được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Tani Food, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Cổ phần Eurasia Concept. Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, bà Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Lavifood, thực tế là phương án khống về mua bán nông sản, để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bị can Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, bà Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nhưng các công ty hoạt động thua lỗ nên bà Trương Huệ Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại ngân hàng SCB để trả nợ cho các khoản vay này. Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Cổ phần Lavifood và giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood. Trong quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bà Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavifood vay vốn ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thống nhất chỉ đạo bà Trương Huệ Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ ngân hàng SCB để sử dụng cho mục đích của bà Lan và bà Vân. Ngoài ra, trong quá trình điều hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, bà Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB. Từ năm 2020, bị can Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng, lãi hơn 25 tỷ đồng. Qua lời khai của các bị can, người liên quan, C03 xác định bà Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên đề nghị xem xét khi lượng hình. Những thông tin mới nhất liên quan vụ án này sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.